Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di Đẩy và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục chơi một cái tựa game mới. Tựa game này là chúng ta sẽ đóng vai đó chính là thần chết anh em ạ, quản lý địa ngục. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like nhé, một comment và một chia sẻ, nó là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Đầu tiên là đây, chúng ta sẽ có một cái gì đó đây. Mình sẽ lấy bánh mì à? Ok, chúng ta lấy được bánh mì rồi này. Nó đang hướng dẫn mình thôi anh em ạ. Chúng ta sẽ đạt tới 10 cái bánh mì thôi. Đơn giản, 30.000 coin luôn. Chưa đạt tới 25 cái bánh mì. Rồi, chúng ta đã đạt xong cái một mốc đầu tiên anh em ơi. Xuống tầng tiếp theo chăng? Có lẽ là vậy. Và tiếp theo tôi sẽ làm gì? Chúng ta mở một cái constant. Này, mở cái này nha. Quản lý rất nhiều tử thần đấy anh em ạ. Ok, chúng ta sẽ lấy cái constant lên level 10. Đấy, đơn giản chưa? Rồi, collect vào này. Cái constant đạt level 15. Đấy. Thấy chưa? Rồi, chúng ta sẽ có một cái bao để đấm. Để làm gì? Cái bao để làm gì? Ok. Chúng ta rồi đấm nhanh thật nhất nhưng có thể anh em ạ. Trong vòng một cái thời gian giới hạn đấy. Đấm nếu mà không kịp thì sẽ không xong rồi. Đây. Được 72 lần. À được 50 mấy ấy. Là mấy lần đấy, mình không cần đâu. Tại vì game này đã được mốt rồi. Nên thoải mái đi. Rồi, Bakery, bánh mì. Tiếp theo sẽ trở lại với cái này đi anh em. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là cái gì? Ok, nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là gì nhỉ? Mình sẽ cho cái này lên à? Lên mắc luôn. Ok, chúng ta sẽ có nhiều thần chết hơn chăng? Có lẽ là vậy, có một cái cửa hàng bán cái này, thật ra là một cái siêu thị ở dưới địa ngục anh em ạ. Đây là bán bánh mì này. Đây là bán bánh gì đó, mình cũng không rõ lắm. Ok. Rồi, started patch, cái mở cái này ra. Đồ họa nhìn trông khá là buồn cười nhỉ. Làm đầu bếp của địa ngục chăng? Có lẽ là vậy. Đây là cái nồi gì? Nồi súp à? Nhìn khá ảo nhờ. Mình sẽ nâng cấp cái này lên trước đây. Ok. Có thêm người tới. Rồi. Đây đây, bán đây. Bán súp đây. Dưới là pizza nacho stand. Mấy cái này là nâng cấp mắc đâu. Đúng không? Rồi, chúng ta nâng cấp cái này lên. Nó còn nâng cấp thêm nữa cơ mà. Trang trí, à có nghĩa là cho nâng cấp thì sẽ có trang trí bàn biết các thứ anh em. Rồi cho sẽ đánh cái này trước. Cái này khá là buồn cười ha, nhờ có khá nhiều thứ vui vui để mà chơi ấy, đúng không? Ok, 68.000 vàng, 68.000 vàng này. Ok, rồi chúng ta sẽ nâng cấp được hết cái này lên mà. Cái này nó sẽ có thêm một vài thứ trang hoàng cái chỗ cửa tiệm này lên đẹp hơn, kiểu dạng như vậy. Rồi có cái gì khác không? Ồ, đây là thẻ à? Thẻ thần chết à? Có lẽ vậy, bây giờ mình sẽ đi mua thẻ thần chết. Đây mình sẽ mua cái hòm này, 50 game, cho 50 game để mua cái hộp đỏ này. Ồ, mấy cái thẻ để làm gì ta? Chúng ta cũng chưa biết là cái thẻ để làm cái tác dụng gì cả. Level up này. Đấy, game thì mình cũng nhiều lắm nên thoải mái đấy. Có rơi quỷ à? Nacho stand, để cho nâng cấp cái này luôn. Có một con rơi hòm vàng này. Đấy, thêm ít vàng. Thật ra nó cũng không cần thiết lắm tại vì rơi rất nhiều vàng luôn anh em. Đó, đây là đây bán gì đây? Bán bánh pizza hay bán bánh gì nhỉ? Nhìn khá là quen. Mình xem mình có thể đi sâu xuống tầng bao nhiêu nhá. Đây là bán cá này. Bán khúc xương cá. Uầy, chỗ này nâng cấp thì mắc lâu luôn. Cứ tầm khoảng 25 level là chúng ta có thể là nâng cấp được hay sao? Đây. Đây là cột mốc của nó rồi. Đây là nhà hàng xương cá anh em ạ. Rồi, trang hoàng cho nó đẹp lên tí, có bàn ghế không?
Tiếp theo là barbecue, lợn nướng à? Đây có lợn nướng này. Ôi, quay hẳn con lợn này anh em thấy không? Đây là đang nhập nhận hàng ngày thôi, cũng không có gì mới mẻ cả. Event, free spin, đây là lợn nướng này. Taco, tiếp theo là nhà hàng taco nhá. Đó, mình muốn trang hoàng cái chỗ thịt barbecue ở bên này. Có một thằng chuyên quay thịt lợn. Mấy nồi được đấy. Tôi sẽ nâng cái này lên xem cho nó đẹp nhất có thể xem như thế nào nhá. Không biết nó lên được cấp bao nhiêu là cấp tối đa ta. Có lót sàn sắp nhất không? Khách sạn địa ngục. Hay đấy. Nhìn hay ho ra phết anh em nhờ. Nhưng sao nâng cấp mãi mà nó chỉ như thế này thôi. Nó chỉ tăng thêm tiền anh em ạ. Cho sẽ mở thêm cái taco nhá. Bán bánh taco à? Được. Không vấn đề gì. Bán bánh taco, ok. Nâng cấp. Rồi, lên. Nâng cấp lên này anh em ơi. Nâng mắc luôn, nâng full luôn. Đấy, xong chưa? Rồi, tiếp theo ta sẽ mở cái chili stand. Chili là ớt à? Nhà hàng quả ớt. Có lẽ là vậy. Nâng cấp lên. Đấy. Quản lý địa ngục. Được đấy. Chúng ta cho lên cấp 100 là đẹp anh em ạ. Nha. Rồi, cấp 100 rồi. Vẫn có con rơi. Canteen là cái gì? Giống như con tàu ấy nhỉ. Nhìn khá giống con tàu. Không biết nó là cái gì trong này. Đấy, có người bán anh em ạ. Chúng ta ít nhất phải có người bán đúng không? Không biết có bán tất cả bao nhiêu tầng nhỉ? Mình cố gắng mở đủ 18 tầng địa ngục đi anh em. Hợp lý không? Xây dựng... đây. Soda. Ồ, đây là cái tầng thứ 10 rồi. Chắc đây là tầng cuối cùng rồi anh em ạ. Có thêm tầng nữa không? Mình nghĩ là tầng max rồi. Nhá. Chúng ta tiêu không tốn tiền. Quá ngon luôn. Nâng nó chỉ đến thế thôi anh em ơi. Không thể xuống thêm tầng nữa rồi. Tầng này là tầng cuối cùng rồi. Mà chúng ta có thể xuống rồi anh em. Mua luôn. Hòm của quỷ The Bill này. Broccoli này. Rapper Sot này. Mấy cái này để làm gì nhỉ? Gorilla. Thẻ gorilla để làm gì đó. Ảo thật sự. Nhiều thứ ảo lắm. Rồi và chúng ta sẽ kiếm nhé. Xin chào anh em nhé. Bye bye.